Tobey Maguire trong vai người nhện sẽ xuất hiện cùng vũ trụ Marvel. Theo The Independent, nam diễn viên từng lồng tiếng Tây Ban Nha cho bộ 3 phim Spider-Man của Tony Maguire và đạo diễn Sam Raimi dường như đã để lộ thông tin quan trọng đối với vũ trụ điện ảnh Marvel. Spider-Man No Way Home dự kiến ra rạp trong mùa Giáng sinh 2021 và từng có nhiều thông tin cho rằng tác phẩm lấy đề tài đào vũ trụ. Qua đó, sự xuất hiện của hai phiên bản người nhện do Maguire và Andrew Garfield thể hiện trong quá khứ. Bất chấp lời phủ nhận từ Tom Holland, người vào vai Spider-Man ở MCU, số đông tin rằng họ sẽ có gặp gỡ cả ba phiên bản người nhện ở bộ phim sắp tới. Sau khi Alfred Molina vai Dr. Octopus trong Spider-Man 2 và Jamie Foxx vai Electro trong The Amazing Spider-Man 2 xác nhận tham gia No Way Home. Trong cuộc trò chuyện với kênh phát thanh Iwan Soldado del Planet, diễn viên lồng tiếng Roger Berra người Tây Ban Nha được hỏi rằng liệu anh có góp giọng cho phim người nhện nào sắp ra mắt hay không. Berra đáp lại, đã có lúc tôi tưởng đó là tin giả, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Hãng phim đã liên lạc, nhưng tôi chưa biết bao giờ mới bắt đầu công việc. Sau khi thông tin lan tỏa trên mạng xã hội Twitter, lời chia sẻ đã bị xóa. Bản thu âm cuộc trò chuyện trên kênh phát thanh cũng được chỉnh sửa để lược bỏ phát biểu này. Điều đó càng khiến người hâm mộ tin vào việc ba người nhện sẽ góp mặt trong Spider-Man No Way Home. Chưa hết, người hâm mộ theo dõi các diễn viên và diễn viên đóng thế, phát hiện ra thế thân trên màn ảnh của Andrew Garfield và Tom Holland có tương tác với nhau trên mạng xã hội. Hai người cũng để lộ bằng chứng đã cùng xuất hiện trong phim trường Spider-Man No Way Home. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 3, hình ảnh một người đàn ông trong bộ đồ Spider-Man của Andrew Garfield trên phim trường cũng được ghi lại. Từ những bằng chứng này, No Way Home có thể là sân khấu dành cho màn hội ngộ của ít nhất hai phiên bản Spider-Man từ các vũ trụ khác nhau. Một bộ phận người hâm mộ còn chỉ ra rằng Spider-Man No Way Home có thể có sự xuất hiện của người nhện thứ tư là Miles Morales. Trong clip tiết lộ tựa đề bộ phim hồi đầu năm, có một hình ảnh trông giống như Puerto Rico trên bảng phòng họp của đoàn phim. Ở nguyên tác truyện tranh, Morales vốn có gốc gác từ hòn đảo này. Spider-Man No Way Home sẽ nối tiếp câu chuyện còn dở dang của Spider-Man Far From Home 2019. Trong cảnh kết Spider-Man Far From Home 2019, khán giả chứng kiến nhân vật Spider-Man Peter Parker của Tom Holland bị lộ danh tính thật. Không những thế, chàng siêu anh hùng tuổi thiếu niên còn bị vụ án tội giết người. Anh được cho biết là sẽ tới gặp Doctor Strange để nhờ giúp đỡ. Benedict Cumberbatch cũng đã xác nhận sẽ trở lại với vai diễn thầy phù thủy quyền pháp trong phim. Trước đó, bức ảnh hậu trường chụp cùng ekip hé lộ khuôn mặt trầy xước, rớm máu của Tom Holland khi thủ vai anh hùng bắn trở quay Spider-Man No Way Home. Stringer đưa tin một bức ảnh hậu trường Spider-Man No Way Home mới được tài khoản Christer Spidey News. Trong hình, Tom Holland vẫn mang lớp hóa trang rớm máu của Spider-Man, cười tươi bên cạnh bạn diễn Zendaya, Jacob Batalon và các thành viên trong ekip sản xuất. Khuôn mặt trầy xước trong ảnh dự báo hành trình khó khăn mà cậu thiếu niên Peter Parker sẽ trải qua ở phần phim mới. Cuối Far From Home, Spider-Man đã bị lộ danh tính thật Peter Parker. Tới No Way Home, anh sẽ phải tìm cách giải quyết những rắc rối mà tiết lộ ấy mang lại. Spider-Man cũng phải đối mặt với hai kẻ thù đã lộ diện là Electro, Jamie Foxx và Dr. Octopus, Alfred Molina. Cả Electro và Doc Ock đều là ác nhân đến từ các vũ trụ Spider-Man trên màn ảnh trước đó. Ngày 28 tháng 3, đoàn làm phim Spider-Man No Way Home cũng công bố đã chính thức đóng máy. Người hâm mộ siêu anh hùng nhã tờ có thể đếm ngược tới ngày phim tung trailer đầu tiên từ bây giờ. Cũng theo Stringer, trên Instagram cá nhân, Jerry Costo, diễn viên đóng thế của đoàn No Way Home, đã kỷ niệm sự kiện này bằng lời cảm ơn Holland, Zendaya, Batalon và đạo diễn John Watts. Costo nhắc đến cả Chris Daniel, diễn viên đóng thế cho Tobey Maguire trong bộ ba Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi. Phần thứ 3 trong loạt Spider-Man do Tom Holland thủ vai bấm máy từ cuối 2020, đầu 2021, Marvel Studio công bố nhan đề chính thức của tác phẩm là Spider-Man No Way Home. Trước No Way Home, khán giả sẽ được xem Black Widow, tác phẩm đầu tiên của vũ trụ siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh rộng sau 2 năm vắng bóng.